Xin chào anh em, sau bao nhiêu ngày hứa hẹn thì hôm nay mình đã quay trở lại với anh em rồi đây. Chào mừng anh em đã đến với channel của Lotto AZ. Ở trong video trước thì mình cùng anh em đã cùng nhau đi tìm hiểu những phần mềm, những ứng dụng sử dụng trong ngành công nghệ thông tin và tìm hiểu cách làm sao để có thể chọn được cấu hình máy phù hợp, chạy ổn những phần mềm và ứng dụng đó. Tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều máy đến từ rất là nhiều những hãng và thương hiệu khác nhau. Chính điều này đã gây ra một sự bối rối rất là lớn đến với anh em. Biết cách để mà chọn cấu hình rồi, nhưng mà không biết làm sao để có thể lựa chọn ra được một con máy phù hợp và tối ưu về giá tiền nhất. Hiểu được tâm lý này của anh em, chúng mình đã thử khảo sát và biết được rằng là anh em rất là thắc mắc những mẫu máy về công nghệ thông tin trong tầm giá từ 15 cho đến 20 triệu đồng. Chính vì vậy, ngày hôm nay mình có mặt ở đây để giới thiệu đến với anh em top 5 mẫu laptop về công nghệ thông tin tốt nhất trong tầm giá từ 15 cho đến 20 triệu đồng. Nếu như mà anh em thấy video này hay, hữu ích, đừng quên like, share và subscribe cho anh em mình nhé. À, anh em cũng đừng quên, những mẫu mà mình sẽ giới thiệu anh em hôm nay hoàn toàn có thể sử dụng mã giảm giá AZ 300, giảm trực tiếp 300.000 đồng với bất kỳ máy nào mua tại cửa hàng Lotto AZ. Và bây giờ bắt đầu video thôi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến với anh em top 5 chiếc máy. Đó, đầu tiên đó chính là chiếc Dell E7490. Thứ hai đó chính là ThinkPad T490. Thứ ba chính là Acer TUF A15. Thứ tư là Acer Nitro 5. Và cuối cùng thứ năm chính là MSI Bravo 15. Nào, đến với chiếc máy đầu tiên đi. Chính là chiếc Dell 7490 này. Và đến với chiếc máy đầu tiên của ngày hôm nay, đó chính là chiếc Dell E7490. Vậy thì chiếc máy này có điểm gì đặc biệt mà mình lại muốn giới thiệu đến với anh em? Chiếc máy này thì có rất là nhiều những ưu điểm vượt trội phù hợp với ngành công nghệ thông tin mà mức giá lại vô cùng dễ tiếp cận, chỉ từ 15 triệu đồng thôi. Chiếc máy này thì đi kèm là cấu hình Core i5-8350U và RAM 8GB, SSD thì là 256GB. Với cấu hình này thì hoàn toàn đủ để đáp ứng mượt mà những phần mềm học lập trình mà anh em sẽ học trong trường đại học, sử dụng để làm những dự án lập trình vừa và nhỏ, và thậm chí còn có thể chơi những cái game cơ bản ở một mức setting phù hợp nữa. Ngoài ra, với việc sử dụng chip U thì sẽ đem lại cho anh em một sự tiết kiệm điện rất là lớn, sẽ có một thời lượng pin khá cao, từ khoảng 7 cho đến 8 tiếng, vận hành thì mượt mà và mát mẻ. Chiếc máy này thì hoàn thiện rất là tốt, trọng lượng nhẹ lắm, chỉ khoảng 1,5kg thôi. Vỏ thì được sử dụng hợp kim magie, đẹp, tinh tế mà lại rất là đơn giản nữa. Và anh em cũng biết rồi đấy, thì Dell Latitude là một dòng laptop cao cấp của Dell. Chính vì thế, chiếc máy này được hoàn thiện rất là tốt. Chính bản thân chiếc máy này còn vượt qua được cả tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-810G nữa, nên anh em khỏi phải lo về độ bền của chiếc máy này. À, một điểm mà rất là ăn tiền của chiếc máy này, đó chính là về bàn phím. Bàn phím này thì nảy, khoảng cách phím thì hợp lý, hoàn toàn đủ để anh em có thể sử dụng trong một khoảng thời gian dài mà không hề cảm giác gì gọi là khó chịu cả. Ở đây thì chúng ta còn được trang bị cả đèn nền, rất phù hợp với anh em nào mà cốt đêm đấy nhá. Ngoài ra thì chúng ta còn được trang bị ở đây là màn hình 14 inch Full HD IPS với độ phổ màu rất là cao, 97% sRGB và 62% Adobe RGB. Với cái màn hình này thì sẽ cho anh em một góc nhìn rộng và có thể khiến cho anh em đỡ mỏi mắt, hại mắt hơn khi mà sử dụng trong một khoảng thời gian dài. À, cái độ phổ màu cao mà mình vừa nói thì sẽ giúp anh em điều gì? Đó chính là giúp anh em ngoài việc mà có thể học lập trình công nghệ thông tin ra, anh em còn có thể sử dụng để mà chỉnh sửa ảnh nữa. Bởi vì khi mà chúng ta ví dụ học lập trình web chẳng hạn này, chúng ta còn có thể có cả nhu cầu để mà chỉnh sửa Photoshop ảnh để mà sử dụng nữa chứ, đúng không? Rồi, đó là về những điểm mạnh. Vậy thì còn những điểm gì mà mình chưa thấy ưng ý ở trên chiếc máy này? Đó chính là đầu tiên là về cấu hình. Với cấu hình này thì mặc dù là đủ để cho các anh em ở trong mảng lập trình nhẹ có thể sử dụng được, nhưng mà nếu như mà với những anh em mà muốn sử dụng để lập trình game 3D hoặc là lập trình Unity, lập trình game Android chẳng hạn thì sẽ không thể đủ đâu. Anh em buộc lòng sẽ phải nâng cấp lên cấu hình cao hơn. Ngoài ra thì mặc dù là bàn phím trên chiếc máy này dùng cũng sướng đấy, nhưng mà khi mà anh em so sánh với việc sử dụng ở trên chiếc máy như là ThinkPad này thì vẫn có một chút cảm giác gì đấy chưa được bằng. Vậy thì chiếc máy này sẽ phù hợp với ai? Sẽ phù hợp với lại cả những anh em nào mà yêu cầu một chiếc máy có tính di động cao, những anh em nào mà muốn học lập trình web này, học về thương mại điện tử này, về tin học kinh tế, về nghiên cứu thuật toán, hoặc là lập trình những ứng dụng cơ bản. Nhớ là chỉ ở mức cơ bản thôi nhá. Còn nếu như mà anh em học những ngành còn lại
thì chiếc máy này hoàn toàn đủ để đáp ứng các anh em nếu như mà với mục đích là học trong trường đại học. Còn nếu như mà các anh em mà muốn sử dụng chiếc máy này với những project to hoặc là dùng để đi làm những cái việc cốt nặng ấy thì sẽ hoàn toàn không phù hợp, anh em phải nâng cấp cấu hình lên sử dụng chiếc máy mạnh hơn. Và đến với chiếc máy thứ hai của video này, trong tầm giá 15 cho đến 20 triệu, nhắc đến những chiếc máy công nghệ thông tin, khi mà chúng ta không nhắc đến những chiếc ThinkPad hẳn là một thiếu sót rất là lớn. Ở trong khoảng 15 đến 20 triệu thì chúng ta sẽ có rất nhiều mẫu như là ThinkPad T470 hay 470S, 480, 480S, rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà để kể hết trong một video thì sẽ rất là dài. Nên để tiết kiệm thời gian cho anh em, mình sẽ chỉ giới thiệu ở đây một chiếc máy mà mình cho là tốt nhất trong phần phân khúc này. Đó chính là chiếc ThinkPad T490. Chiếc máy này thì sẽ có cấu hình là chip i5-8365U, đi kèm với đó là RAM 8GB, SSD 256GB, NVMe. Và sử dụng là màn hình 14 inch IPS Full HD. Ở đây thì anh em cũng thấy là cấu hình không hề nổi trội đúng không? Nhưng mà với việc là hãng đã tăng TDP của chiếc máy này lên 25W thay vì là sử dụng 15W như bình thường, thì chiếc máy này với cấu hình như thế vẫn thừa sức đủ để sử dụng những phần mềm của ngành công nghệ thông tin đấy. Rồi, điểm mạnh của chiếc máy này thì không phải là ở cấu hình mà nó đến từ sự hoàn thiện và những công nghệ tích hợp ở bên trong của chiếc máy. Khi mà sử dụng chiếc máy này, anh em sẽ hoàn toàn cảm nhận được một sự trải nghiệm rất là cao cấp và đáng giá. Ở đây thì chúng ta sẽ có khung làm từ hợp kim magie. Điều này thì sẽ khiến giảm trọng lượng của chiếc máy sẽ nhẹ hơn nhưng mà vẫn giữ được sự chắc chắn của chiếc máy này. Ngoài ra thì chiếc máy này sẽ sử dụng một thiết kế tối giản thanh lịch cũng giống như là chiếc 7490 này. Các chi tiết hoàn thiện thì rất là chuẩn mực rồi, mình không có điểm gì để chê về chiếc máy này. Anh em sờ vào hoặc là nhìn qua video thôi cũng sẽ thấy được sự chắc chắn và sự hoàn thiện cao cấp của chiếc máy. Màn hình của chiếc máy này thì sao? Màn hình thì sẽ có rất là nhiều tùy chọn, nhưng với phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này, chúng ta sẽ có màn hình Full HD IPS. Với màn hình này, chúng ta sẽ có một thông số rất là ấn tượng, độ phủ màu lên đến 92% sRGB và đi kèm với đó là 400 nit độ sáng ấy. 400 nit độ sáng là rất là sáng luôn đấy. Với màn hình này, anh em sử dụng màn hình rất là đã mắt và không hề bị mỏi mắt, sử dụng trong thời gian dài thoải mái luôn. Và điểm ăn tiền nhất ở trên chiếc máy này, như là cái phần trên mà mình đã nói, đó chính là về bàn phím. Bàn phím này thì sao? Bàn phím này thì là sâu này, ôm tay, có lớp phủ nhám, dùng rất là sướng, rất là thích, có thoải mái luôn. Anh em có thể đi tham khảo ở trên các group của Việt Nam hay là quốc tế thì mọi người cũng đều rất là khen chiếc bàn phím này. Bàn phím này mà sử dụng cho các anh em học công nghệ thông tin thì phải gọi là thôi rồi tuyệt vời. Bàn phím nằm trong top của những chiếc máy hàng đầu hiện nay luôn. Đó là những điểm cộng. Vậy thì những điểm mà mình thấy chưa hoàn hảo ở trên chiếc máy này là gì? Cũng giống như là chiếc 7490 này, chiếc máy này thì sẽ không phù hợp với những anh em nào mà yêu cầu cấu hình mạnh, sử dụng để làm những project lớn, sử dụng để làm những game 3D, làm Unity hay là làm Android Studio. Ngoài ra thì mình cũng muốn sử dụng để mà làm những tác vụ như kiểu là Deep Learning này hoặc là làm Unity này. Vậy thì với những anh em mà có cùng nhu cầu như mình thì sao? Chúng ta sẽ lại lựa chọn những chiếc máy Ultrabook á? Không, chúng ta sẽ lựa chọn những chiếc máy gaming. Và ở đây mình sẽ giới thiệu với anh em những mẫu laptop gaming mà mình cho rằng trong tầm giá là từ 15 cho đến 20 triệu có thể cho anh em sử dụng thoải mái để có thể code và học công nghệ thông tin trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 năm tới, thậm chí là lâu hơn cơ. Nào, đến với chiếc máy thứ ba mình muốn giới thiệu đến cho anh em, đó chính là một chiếc gaming. Đó chính là chiếc TUF A15 như anh em có thể thấy ở đây. Trong những giây đầu tiên khi mà gặp chiếc máy này, hẳn là anh cũng sẽ phải trầm trồ lên là đẹp, đẹp vô cùng. Và các đường nét của chiếc máy này giống như kiểu là một vũ khí quân đội nào đó, rất là hầm hố, hợp phong cách của những đứa trẻ trâu giống như mình. Ở đây thì chúng ta còn có được sử dụng cả LED, phím RGB 4 vùng nữa. Bàn phím ở trên chiếc máy này thì mặc dù là không quá xuất sắc, nhưng mà dùng vẫn rất là ổn. Anh em sử dụng công nghệ thông tin, gõ code trong thời gian dài cũng không sao cả. Ngoài ra thì chiếc máy này còn được trang bị một cấu hình rất là mạnh, chip Ryzen 5 đi kèm với đó là GTX 1650. Với cấu hình này thì sao? Anh em hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng những cái phần mềm về cốt nặng, ví dụ như kiểu là Unity hoặc là Android Studio như là mình đã kể, hoặc là anh em có thể sử dụng để mà làm Deep Learning cũng được, chạy phà phà luôn, thoải mái luôn. Ở đây thì chúng ta còn được trang bị là màn Full HD IPS với tần số quét là 144Hz. Tần số này thì sao? Chúng ta có thể học lập trình công nghệ thông tin và ngoài ra chúng ta còn có thể đá thêm một chút là đi chơi game nữa. Nhưng mà có một điểm yếu ở trên màn hình này mà mình thấy không hài lòng,
đó chính là về độ phổ màu. Độ phổ màu của chiếc màn hình này thì khá là thấp. Chính vì thế là nếu như mà anh em nào mà học về lập trình web ý, mà muốn sử dụng chiếc máy này để còn chỉnh sửa cả ảnh Photoshop nữa thì sẽ khá là thất vọng đấy. Ngoài ra còn về trải nghiệm thì khi mà chúng mình sử dụng những cái tác vụ nặng, ví dụ như kiểu là Render Blender này, hoặc là chạy thử những cái phần mềm, những cái game 3D của Unity, thì mình sẽ cảm thấy rằng là quạt tản kêu khá là to và mình hơi khó chịu về cái điểm này. Và một điểm mà mình chắc chắn cần phải nói trên chiếc máy này đó chính là về độ hoàn thiện. Độ hoàn thiện của chiếc máy này thì chưa cao và chưa làm cho mình hài lòng. Một số chi tiết thì vẫn còn khá là ọp ẹp đấy. Nhưng mà với một chiếc máy ở trong khoảng giá chỉ từ 15 cho đến 20 triệu đồng, chúng ta không thể nào mà yêu cầu mà vừa có cấu hình mạnh mà lại vừa có sự hoàn thiện tốt cả. Chúng ta buộc lòng sẽ phải đánh đổi giữa cấu hình và độ hoàn thiện thôi. Đến với chiếc máy thứ tư của ngày hôm nay, sẽ thật sự là thiếu sót khi mà chúng ta kể ra TUF A15 mà không nhắc đến Acer Nitro 5. Với chiếc máy này, chúng ta sẽ có ở đây một chiếc máy hầm hố mạnh mẽ. Đi kèm với đó là các chi tiết thì được hoàn thiện tốt, chắc chắn. Về bàn phím thì sao? Chúng ta sẽ có ở đây là một bàn phím to. Những phím bấm này thì gõ rất là tốt, sướng. Những phím này thì được thiết kế với một khoảng cách hợp lý, rất phù hợp để anh em gõ bàn phím trong một khoảng thời gian dài, cảm thấy thoải mái mà không hề cảm thấy một chút gì đó bực mình hay là khó chịu cả. Chúng ta sẽ có một màn hình Full HD IPS, đỡ hỏng mắt cho anh em rất là nhiều. Tuy nhiên thì màn hình này cũng giống như TUF thôi, chúng ta sẽ có một độ phổ màu ở mức vừa. Nếu như mà anh em sử dụng để mà vừa học công nghệ thông tin mà vừa để chỉnh sửa ảnh thì sẽ khá là thất vọng đấy. Ngoài ra thì chiếc máy này là bản ở thị trường Mỹ nên chúng ta sẽ chỉ có bàn phím ở LED màu đỏ thôi, sẽ không phải là LED 4 vùng. Chiếc máy này thì có một điểm mình sẽ không thích, đó chính là máy này to, dày và nặng hơn là những chiếc máy mà mình đã giới thiệu ở trên kia. Tóm lại thì với những chiếc máy gaming như là mình vừa mới giới thiệu anh em, như là TUF A15 này hoặc là Acer Nitro 5, thì sẽ rất là phù hợp với những anh em nào mà sử dụng để mà làm game 3D này, lập trình các dự án lớn mà yêu cầu những phần cứng mạnh, xử lý mạnh. Hoặc là anh em có thể sử dụng để chạy deep learning và phá luôn, rất là nhanh. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một vài những điểm yếu, đó chính là về thời lượng pin thì sẽ không được cao như là những chiếc máy Ultrabook. Và những chiếc máy này thì sẽ khá là to và nặng, anh em sẽ hơi khó khăn trong việc là di chuyển và mang vác đi học, đi làm. Hai chiếc máy gaming mà mình vừa giới thiệu với anh em kia thì như mình đã nói là khá là to và nặng. Những chiếc máy Ultrabook như ở đây thì lại mỏng nhẹ, nhưng mà cấu hình thì lại không quá cao. Vậy thì giải pháp nào cho những anh em nào mà muốn chiếc máy mà vừa mỏng nhẹ mà lại vừa có cấu hình cao? Có, đó chính là chiếc MSI Bravo 15 ở bên cạnh mình đây. Với chiếc máy này thì chúng ta sẽ có một thiết kế mỏng nhẹ. Ở đây thì chiếc máy này sẽ chỉ nặng khoảng 1,9kg thôi và dày chỉ khoảng 2cm. Rất là mỏng và nhẹ đúng không? Hoàn toàn đủ để anh em có thể mang vác đi học, đi làm, thoải mái luôn. Ngoài ra thì cấu hình của chiếc máy này thì sao? Chúng ta sẽ có một cấu hình mạnh. Ở đây bản của mình là chip Ryzen 5 và GTX 1650. Với cấu hình này thì như bao chiếc gaming khác, hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu học công nghệ thông tin của anh em. Chắc hẳn anh em học công nghệ thông tin thì rất là quan tâm bàn phím đúng không? Bàn phím này, cá nhân mình cảm nhận thì kích thước phím to, tuy nhiên thì phím này nông, mặc dù là có độ nảy đấy. Việc anh em sử dụng bàn phím này trong thời gian dài thì cũng không gây khó chịu đâu. Tuy nhiên, nếu như mà so sánh với những chiếc máy mà mình đã giới thiệu ở bên trên thì bàn phím của chiếc máy này vẫn có một chút gì đó chưa bằng. Vậy thì chiếc máy này sẽ phù hợp với ai? Sẽ phù hợp với những anh em nào mà yêu cầu một chiếc máy có cấu hình cao, sẽ sử dụng những tác vụ như là lập trình game 3D hoặc là lập trình về deep learning. Ngoài ra thì anh em còn muốn có sự cân bằng cả về thiết kế mỏng nhẹ có thể mang đi học, mang đi làm được nữa. Chiếc máy này là một chiếc máy rất là cân bằng trong một tầm giá từ 15 cho đến 20 triệu đồng, rất tuyệt vời. Và từ nay đến giờ thì mình đã giới thiệu cho anh em top 5 những chiếc máy mà mình cảm thấy rằng là tốt nhất trong phân khúc từ 15 cho đến 20 triệu đồng. Mỗi chiếc máy thì sẽ có một điểm mạnh, điểm yếu riêng, sẽ phù hợp với tùy nhu cầu của anh em. Và như mình đã phân tích ở trong video rồi đấy, sẽ có những nhược điểm và ưu điểm riêng. Các anh em hãy lựa chọn những chiếc máy này phù hợp với lại cả bản thân mình nhé. Và nếu như mà anh em có sự lựa chọn nào khác tuyệt vời hơn trong tầm giá từ 15 đến 20 triệu đồng này thì đừng ngại ngần chia sẻ với mình và anh em ở dưới phần comment nhé. À, nếu như mà thấy video này hay, hữu ích, anh em hãy like, share và subscribe để ủng hộ thêm động lực cho chúng mình ra nhiều video hơn. Anh em cũng đừng quên, với mã giảm giá AZ300, anh em hoàn toàn có thể mua những chiếc máy này hay là bất kỳ mẫu máy nào cũng đều được giảm giá trực tiếp 300.000 đồng tại cửa hàng Laptop AZ nhé. Cảm ơn anh em đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.